Xin chào anh chị đã quay trở lại với kênh Nguyễn Tàng Toyota và em là Tuyền, nhân viên tư vấn bán hàng của đại lý xe Toyota. Ngày hôm nay em Tuyền muốn mang đến cho quý anh chị một chiếc clip về cập nhật giá cũng như là chương trình khuyến mãi vừa được đại lý áp dụng cho mẫu Toyota Veloz 2024. Kể từ thời điểm mà em đăng cái video này thì Toyota Veloz 2024 sẽ có một chương trình khuyến mãi giảm tiền mặt và tặng phụ kiện cho cả hai phiên bản với tổng giá trị lên đến là gần 40 triệu đồng. Với mức giá niêm yết của Toyota Veloz Road sẽ là 638 triệu đồng và sẽ có một phiên bản cao cấp hơn Toyota Veloz Road Top là 660 triệu đồng. Sau khi áp dụng cái chương trình khuyến mãi mới này thì sẽ có mức giá lăn bánh chi tiết tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh thành sẽ là bao nhiêu tiền. Thì đó cũng là mục đích chính của video clip ngày hôm nay mà em Toàn muốn gửi đến cho quý anh chị. Đó là điều thứ nhất. Và điều thứ hai thì em Toàn muốn lưu ý cho những anh chị khách hàng mà đang tham khảo Toyota Veloz 2024 một vấn đề về thuế trước bạ của mẫu xe này. Có rất nhiều anh chị khi mà tham khảo giá xe ở của em Toàn thì em Toàn gửi bản báo giá lăn bánh chi tiết thì quý anh chị đều thắc mắc tại sao phần thuế trước bạ đều cao hơn cái phần 10% của giá niêm yết. Thì em Toàn sẽ giải đáp thắc mắc cho quý anh chị khi mà quý anh chị lưu ý khi mà mua mẫu Toyota Veloz này. Ở thời điểm dạo gần đây thì Toyota Veloz 2024 vừa mới được Toyota Việt Nam hạ giá bán. Cụ thể là phiên bản Veloz Road là hạ từ 658 triệu xuống còn 638 triệu. Veloz Road Top là hạ từ 698 triệu còn 660 triệu. Việc hạ mức giá bán này nó sẽ chưa có việc cái hạ mức giá niêm yết, nhưng mà cái việc thuế của quý anh chị thì nhà nước chúng ta vẫn tính theo là mức thuế cũ. Cho nên quý anh chị lưu ý giùm em, khi mà quý anh chị mua hai phiên bản của Toyota Veloz thì quý anh chị sẽ phải đóng theo cái 10% mức giá niêm yết cũ mà quý anh chị cần phải đóng. Ví dụ như phiên bản Toyota Veloz Road thì phải là 65 triệu 800 ngàn tiền thuế, Toyota Veloz Road Top phải là 69 triệu 800 ngàn đồng tiền thuế. Thì khi đó quý anh chị mới đầy đủ các khoản chi phí mà mua Toyota Veloz 2024. Đó là một điều lưu ý dành cho những quý anh chị đang xem kênh Nguyễn Toàn Toyota. Và trước khi đến với phần báo giá lăn bánh thì xin mời anh chị hãy cùng em Toàn cùng dành ra ít phút để cùng nhìn ngắm lại Toyota Veloz này sẽ có những điểm nổi bật, ưu điểm và nhược điểm trên mẫu xe này sẽ có những chi tiết như thế nào. Thì xin mời quý anh chị, rồi sau đó em Toàn sẽ báo giá lăn bánh cho anh chị tham khảo. Toyota Veloz có kích thước tổng thể dài, rộng, cao lần lượt là 4m475, 1m750 và 1m7. Về thiết kế ngoại thất, Toyota Veloz đã có những cải tiến trẻ trung, cá tính hơn hẳn các đàn anh của mình. Ở mặt ga lăng, xe sở hữu cụm lưới tản nhiệt có hình lục giác chiếm tỷ lệ lớn so với các chi tiết khác ở phần đầu xe. Mặt bên trong của lưới tản nhiệt cũng được thiết kế các họa tiết 3D tạo nên nét hiện đại cho phần đầu xe. Phần cản vai trước của xe với thiết kế hình thang cùng các nan ngang và ốp bảo vệ khá cứng cáp, đèn cho tất cả các phiên bản Toyota Veloz sử dụng công nghệ LED cho hiệu quả ánh sáng cao hơn, đồng thời tiết kiệm năng lượng hơn. Đặc biệt, đèn báo rẽ LED dạng tia cũng là trang bị tiêu chuẩn trên tất cả các phiên bản. Tất cả các phiên bản Toyota Veloz cũng trang bị đèn sương mù halogen. Bên cạnh các chi tiết trên, cửa sổ có thiết kế rộng, đặc biệt là cửa sổ khu vực hàng ghế thứ ba có kích thước lớn cho tầm nhìn thoáng. Cụm cửa này còn vuốt dốc về phần đèn hậu tạo nên một thiết kế khá bắt mắt. Một đường viền mạc rơm kéo dài từ đèn pha qua chân kính cửa sổ và vươn tới tận đèn hậu cho xe một điểm nhấn sang trọng. Gương chiếu hậu có thiết kế gọn gàng, gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, tích hợp báo rẽ. Đuôi xe cũng có phong cách thiết kế tương tự các khu vực còn lại, có khá nhiều chi tiết sắp đặt theo thiết kế hình thang và dập nổi ở cửa sau. Đặc biệt, phần cản sau cũng được thiết kế cứng cáp và ốp bảo vệ tương tự phần cản trước. Hai bên cản sau có hốc hình tam giác đặt dọc và hai đèn phản quang làm điểm nhấn, tạo nên sự đồng bộ với thiết kế đèn sương mù phía trước. Phía sau xe nổi bật với cụm đèn hậu LED với một đường viền nối liền hai đèn ở phía sau. Đuôi xe cũng khá hiện đại với phần logo Toyota ở trung tâm của đường viền LED cùng với huy hiệu tên xe Veloz đặt trên viền biển số. Bước vào bên trong khoang lái, nội thất Toyota Veloz có nhiều nét sang trọng, trẻ trung với tông màu kem làm điểm nhấn. Ấn tượng kế đến là cụm vô lăng bọc da điều chỉnh bốn hướng và có thiết kế ba chấu thể thao. Trên vô lăng có các nút điều khiển hình tròn cùng với viền sơn mạ bạc khá bắt mắt. Chính giữa hàng ghế trước, cụm cần số được thiết kế gần với chân ga của bản táp lô. Toyota Veloz sử dụng hộp số vô cấp nhưng vẫn có chế độ cộng trừ với các cấp giả lập, rất tiện lợi khi cần phanh động cơ hoặc thêm lực kéo khi đi đèo dốc cũng như khi vượt xe. Đặc biệt, xe trang bị phanh tay điện tử với chế độ giữ phanh tự động, khay điện thoại tích hợp chức năng sạc không dây chuẩn QI vượt trội nếu so với phân khúc hiện nay. Trung tâm giải trí của mẫu xe này chính là màn hình cảm ứng 9 inch. Mẫu xe này còn được sử dụng điều hòa tự động với giao diện hiển thị màn hình điện tử khá hiện đại. Ghế ngồi trên Toyota Veloz trang bị tiêu chuẩn bọc da pha nỉ, hàng ghế phía trước chỉnh tay cơ bản, trong khi hàng ghế thứ hai có thể gập phẳng theo tỷ lệ 60-40 và hàng ghế thứ ba gập phẳng theo tỷ lệ 50-50. Vừa rồi là những điểm chi tiết nổi bật có trên Toyota Veloz 2024. Còn bây giờ không để cho anh chị chờ lâu hơn nữa, em Tuyền sẽ đến với phần báo giá lăn bánh chi tiết cho anh chị tham khảo ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận này. Sau khi mà áp dụng một chương trình đặc điểm ở tháng 4 này, chúng ta sẽ có tổng chương trình khuyến mãi giảm tiền mặt và tặng phụ kiện với tổng giá trị lên đến là gần 40 triệu đồng cho cả hai phiên bản Veloz 2024. Và chi tiết về mức giá lăn bánh xin mời quý anh chị cùng tiếp tục với em Tuyền.
Đối với phiên bản Toyota Veloz Cross với mức giá niêm yết mới là 638 triệu đồng thì anh chị sau khi áp dụng chương trình khuyến mãi sẽ có mức giá lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh với số tiền là 696 triệu đồng và nếu mà quý anh chị lăn bánh tỉnh huyện với số tiền là 677 triệu đồng. Đối với phiên bản Toyota Veloz Cross Top với mức giá niêm yết chỉ từ 660 triệu đồng, anh chị áp dụng chương trình khuyến mãi mới sẽ lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh với số tiền là 722 triệu đồng. Và nếu anh chị ở tỉnh huyện lân cận sẽ là 703 triệu đồng. Giá lăn bánh trên mà em Toàn báo cho quý anh chị đã bao gồm tất cả các khoản chi phí bắt buộc cần phải có như thuế trước bạ, phí biển số, phí đăng kiểm, phí đường bộ và bảo hiểm dân sự bắt buộc. Và một điều lưu ý quý anh chị là thuế trước bạ này em Toàn đã tính cho quý anh chị với việc là không phát sinh nha quý anh chị. Những anh chị khách hàng nào tham khảo ở một số đại lý khác hoặc là những bạn sale khác khi mà gửi cho quý anh chị cái bản giá lăn bánh chi tiết khi mà để quý anh chị tham khảo thì quý anh chị lưu ý giùm em, xem giùm em cái phần thuế trước bạ có giống như em Toàn báo cho quý anh chị hay không. Đối với phiên bản thấp phải là 65.800.000, đối với phiên bản cao cấp phải là 69.800.000 thì khi đó thì thuế trước bạ mới đúng được và giá mà em Toàn báo cam kết với quý anh chị là sẽ không phát sinh. Còn đối với hình thức mua xe trả góp, nếu anh chị lựa chọn phiên bản thấp thì quý anh chị nếu ở Hồ Chí Minh chuẩn bị trước giúp em với số tiền là 210 triệu đồng. Nếu anh chị ở các tỉnh thành lân cận chuẩn bị trước giúp em với số tiền là 191 triệu đồng là có thể mua ngay Toyota Veloz Cross 2024. Còn đối với phiên bản cao cấp Toyota Veloz Cross Top, nếu anh chị ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị trước giúp em với số tiền tối thiểu chỉ từ 218 triệu đồng. Nếu anh chị ở các tỉnh thành lân cận chuẩn bị trước giúp em với số tiền chỉ từ 199 triệu đồng là có thể mua với hình thức trả góp đối với phiên bản Toyota Veloz Cross Top 2024. Còn về lãi suất thì đang hỗ trợ cho quý anh chị hai gói ở thời điểm tháng 4 tháng 5 này. Gói thứ nhất là ngân hàng tài chính Toyota đang hỗ trợ cho quý anh chị một gói rất đặc biệt cố định 6 tháng đầu tiên với lãi suất 1.99% một năm, cố định 6 tháng tiếp theo với lãi suất 7.99% một năm, cố định sau đó sẽ không cố định và mức lãi suất trung bình mà quý anh chị của anh chị sẽ là 11.25% một năm. Đó là ngân hàng tài chính Toyota. Và gói ngân hàng thứ hai thì sẽ hỗ trợ đặc biệt hơn. Thời gian vay của quý anh chị chỉ 59 tháng và cố định xuyên suốt 59 tháng với mức lãi suất trung bình là 0.88% cho một tháng. Thì gói thứ hai thì yêu cầu quý anh chị phải sao kê luôn chứng minh thu nhập của mình qua hình thức sao kê ngân hàng. Còn gói vay đầu tiên là gói vay từ ngân hàng tài chính Toyota thì anh chị sẽ có thể vay được tối đa là 80% giá trị xe và có thể vay được thời gian vay là 8 năm. Thông thường thì những khách hàng của em Toàn sẽ thích với ngân hàng tài chính Toyota hơn vì thứ nhất là quý anh chị sẽ có một cái thủ tục hồ sơ mà vay nó đơn giản hơn nhiều. Thứ hai là quý anh chị sẽ có thể vay được thời gian vay là 8 năm. Thứ ba là lãi suất của gói ngân hàng tài chính Toyota đã rất hợp lý để dành cho quý anh chị rồi. Và em tạm tính khi mà quý anh chị vay 8 năm, vay 80% giá trị xe áp dụng gói lãi suất của ngân hàng tài chính Toyota thì mỗi tháng tiền gốc và lãi mà quý anh chị phải thanh toán cho cả hai phiên bản này mỗi tháng thì tầm khoảng từ 7 đến 10 triệu đồng cho một tháng tùy từng phiên bản và cũng như là tùy từng khu vực mà quý anh chị ở. Cho nên những anh chị khách hàng nào mà đang quan tâm, đang tham khảo một cái dòng xe nào của Toyota Veloz này, Toyota Veloz Cross Top hoặc là Toyota Veloz Cross thì có thể trực tiếp liên hệ cho em Toàn để được sở hữu một cái mức giá lăn bánh hợp lý và hỗ trợ tối ưu nhất cho quý anh chị, cũng như em sẽ kết nối Zalo gửi bản góp chi tiết ngân hàng, tư vấn cái thủ tục mua xe, mua trả góp như thế nào, mua tiền mặt cho thế nào cho quý anh chị lựa chọn và tham khảo để đưa ra quyết định cuối cùng của mình là lựa chọn nơi mua xe nào hợp lý nhất và lựa chọn cái gói ngân hàng hoặc là mẫu xe nào là quý anh chị đang phân vân giữa Toyota Veloz Cross Top cũng như là Toyota Veloz Cross. Còn bây giờ nếu mà cảm thấy video clip này hay và hữu ích thì đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất của em Toàn về cập nhật giá và chương trình khuyến mãi của tất cả các dòng xe Toyota đến từ kênh Nguyễn Toàn Toyota. Xin chào, hẹn gặp lại anh chị ở video kế tiếp. Xin cảm ơn.